Em nghĩ gì về hai ngày quay hôm nay? Qua hai ngày quay thì em cảm thấy rất là hài lòng. Cái điểm thứ nhất là ở sự chuyên nghiệp của anh Việt. Tụi em tới công ty quay của anh Việt là rất là duyên. Có một cái duyên là đầu tiên không phải là nhờ anh Việt mà một người khác. Tụi em định thích cái màu quay phim của một cô bạn khác, nhưng mà sự cố xảy ra thì không có liên hệ qua lại được, nên là cuối cùng cái anh đó bận giới thiệu đến anh Việt. Thì rất là có duyên, tại vì hai bên đều hiểu cái gu sắp tới trong cái MV này. Cái gu màu sắc lẫn mọi thứ nói ra là đều hiểu nhau, hai bên rất là hiểu. Mà nhưng mà lúc đó thì mình vẫn còn nghĩ là chắc phải trao đổi nhiều lắm. Mình cũng tự ở nhà để suy nghĩ ra những kịch bản tiếp theo thế nào. Nhưng mà vì bận nên chưa kịp nghĩ luôn. Thì đến khi ra quay, không cần nói gì hết thì anh Việt cũng đạo diễn nhanh nhạy hiệu quả. Tụi mình không cần phải suy nghĩ nữa, cứ như thế mà làm theo thôi. Thì cảm thấy là cảm giác của mình là rất hài lòng và mong chờ để được coi cái tác phẩm. Còn đối với mình thì đúng, được hợp tác với anh Việt lần này đúng là một sự tình cờ. Và cái sự tình cờ này phải nói là hơn cả mong đợi của mình. Mọi thứ đều chuyên nghiệp, chu đáo. Anh Việt và ekip rất là nhiệt tình. Đúng là mình rất là gà mờ trong những cái mà diễn hay này kia, nhưng mà anh Việt và ekip đã rất là cố gắng để quay đi quay lại rất là nhiều lần để có được những cái thước phim ưng ý nhất. Nếu mà sau này bạn bè của mình mà có xem được clip này, mà có đi Hội An, Đà Nẵng thì highly recommend, khuyến khích các bạn nên hãy tìm đến công ty của anh Việt. Hãy tìm đến anh Việt. Địa chỉ của anh ấy, địa chỉ Facebook của anh ấy là ở đây. Địa chỉ ở Đà Nẵng là 56/15 Lê Đình Dương. Mình nghĩ là các bạn sẽ cảm thấy hài lòng giống mình thôi, hoặc là còn hơn như thế nữa.